Chúng ta đã học đến cái phần mà công thức LB và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi liên quan đến công thức LB nhé. Trò chơi này nhiệm vụ của các bạn là gì? Chúng ta sẽ có 30 giây. 30 giây để chúng ta điền những cái dấu thích hợp. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Đó, ví dụ như là ở lượt thứ nhất là cặp số ôn cặp số LB liên quan đến hai bạn là bạn số 1 và bạn số 4. Nhiệm vụ của chúng ta như sau. Trong vòng 30 giây, chúng ta sẽ điền dấu cộng và dấu trừ để cho có phép tính đúng. Ví dụ như đây là có 1 này, 4 này, 5 này, 4 này, 5 này, 1 này, hoặc là 1 này, đây 5 này, 5 này, 4 này, 1. Ví dụ như đây, chẳng hạn như bây giờ nhé, chúng ta hãy điền dấu cộng, dấu trừ và dấu bằng. Đó, ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, ví dụ như 1 đây, cộng 4 thì bằng 5. Đáp án này chính xác này. À, đây là gì ạ? 4 bằng 5 trừ 1. Đó, hoặc là đây là gì ạ? 5 trừ 4 bằng 1. Hoặc là 5 cộng trừ 4 đi bằng 1. Đó, và đồng thời là vẫn còn 5 giây. Vậy là chúng ta giành chiến thắng rồi. Đó, xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta hãy thử.